Xin chào tất cả mọi người đến với kênh thiết bị 595. Hôm nay kênh đang quay một chiếc máy lắp gỗ lắp trên xe xúc đào. Máy do công ty thiết bị 595 phân phối. Đóng kho thì tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Đà Nẵng và trong Sài Gòn đều có kho của thiết bị 595 mọi người nhá. Mọi người quan tâm đến sản phẩm của công ty thiết bị 595 thì có thể liên hệ với số điện thoại ở bên dưới để được tư vấn mà có giá tốt nhất. Máy này cũng khá tiện đấy, có thể sắp xếp gỗ ở trên xe luôn, bốc từ trên xe xuống, bốc từ dưới đất lên, xếp được gỗ ở trên xe. Nó phù hợp cho những cái bãi tập kết, những cái xưởng băm thì thông thường người ta hay sử dụng máy xúc lật, những cái bãi tập kết gỗ như này là sử dụng máy xúc đào lắp cái đầu chặt gỗ. Máy rất là linh hoạt, lái cũng dễ dàng mọi người nhé. Bốc một lần cũng được khá nhiều đấy. Dưới xem video thì vui lòng đăng ký kênh giúp mình nha, video giúp mình nha.